Với mong muốn tạo nên một sân chơi trí tuệ, tạo điều kiện cho học sinh làm quen và xây dựng các kỹ năng cần thiết để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại của tương lai, Đoàn trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Chu Văn An đã phối hợp với các đơn vị, bộ môn tổ chức chương trình Ngày hội STEAM năm học 2023-2024. Tham gia ngày hội STEAM năm nay có 4 trường học là trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Chu Văn An, trường Trung học phổ thông chuyên, trường chất lượng cao Mai Sơn và trường Đại học Tây Bắc. Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như trưng bày sản phẩm STEAM, cuộc thi thiết kế game, điều khiển robot và cuộc thi tên lửa nước. Ngày hội đã thu hút đông đảo học sinh tham gia với không khí sôi nổi, nhiều mô hình sáng tạo hấp dẫn. Đến với ngày hội ngày hôm nay, em rất là may mắn và vinh dự được tham gia vào hai sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất chính là núi lửa phun trào và sản phẩm thứ hai chính là tên lửa nước. Và ngoài ra cái này chính là hai sản phẩm tiêu biểu dựa trên nền tảng học STEM. Qua các chương trình học tập, đặc biệt là chương trình giáo dục STEAM đã giúp cho các em học sinh phát huy được sự sáng tạo, áp dụng được những kiến thức đã học, chế tạo ra các mô hình để áp dụng vào thực tiễn, đồng thời tạo sự đoàn kết phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập, nghiên cứu. Em đã học tin học được từ hồi lớp 3 và các thầy cô đã rất là giúp em trong công đoạn về học về tin học và lập trình. Trò chơi của em có hai trò chơi, tên đầu tiên là Last Time Battle và game thứ hai là The Guardian of Earth. Thì nhóm em đã thực hiện game này bằng thông qua đường link scratch.mit.edu và là phần mềm Scratch 3.0, và bọn em đã rất là tâm huyết để cố gắng làm trò chơi này. Ngày hội STEAM là dịp để học sinh được trải nghiệm và cũng là cơ hội để thầy và trò các nhà trường được giao lưu, chia sẻ, bắt tay cùng tạo ra những sản phẩm STEAM độc đáo, những sản phẩm nghiên cứu khoa học có tính trí tuệ và ứng dụng hiệu quả vào đời sống. Nhà trường sẽ xây dựng cái kế hoạch về chuyên môn, và chuyên môn sẽ xây dựng cái kế hoạch cụ thể, là trong kế hoạch chuyên môn sẽ có đào tạo và sẽ có đào tạo kiến thức về STEAM. Có nghĩa là ở mỗi một môn học đều thể hiện ít nhất được một mảng trong lĩnh vực về áp dụng STEAM. Đó là như vậy. Vấn đề thứ hai là cái kế hoạch thực hành, kế hoạch để mở ra những cái buổi thực hiện việc ngày hội STEAM như này. Và trong kế hoạch cũng thể hiện rõ câu lạc bộ STEAM của trường Chu Văn An sẽ phải làm gì để giúp cho các em trong cái quá trình thực hành, thực hiện và các cái phần việc của các em. Đấy, và kế hoạch nữa đó là sự phối hợp liên kết giữa các trường với nhau để tổ chức các cuộc thi cho các em học sinh. Qua ngày hội đã mang lại một sân chơi sôi nổi, bổ ích, thiết thực, lành mạnh, khơi nguồn đam mê sáng tạo, lan tỏa tình yêu khoa học trong mỗi học sinh, giúp đẩy mạnh chương trình giáo dục STEAM trong các đơn vị trường học cũng như nền giáo dục của tỉnh, là tiền đề cho các nhà khoa học sáng tạo tương lai khi còn ngồi trên ghế nhà trường.